đang ngủ là gì trời? Mày tin ông nói gái 18 ở dưới lầu á hả, là con Trâm nó nhảy lên đây liền hả? Một lần này được giảm, cảm ơn chị Thắng. Thắng ba kỷ niệm tưởng tượng Thắng ba Trâm mà cảm... cảm ơn chị. Tưởng tượng tướng Trâm đã cấp hàng như vậy con này nhảy mày tin đu dây ở đây hả? Lá tía tô chống viêm da và đẹp da. À đúng rồi, đúng rồi, cái drinking organic của em cũng có lý tía tô trong đó đó. Tía tô với đồng má chị gần gần cứ sợi chị gần sơ cơ mẹ ơi tôi chị đi về đi tí để sang họ tai nạn hả? Trời ơi bà ơi, người ta đang sắp tâm sự cuộc đời đàn ông của nàng kia ai không hãm. Trời ơi trời, quá trời. Trời ơi giàu đâu không thấy mà thấy còn nghèo quá đây này trời. Chị ơi bao giờ mới lấy lại được danh dự cho cô nghệ sĩ đang làm ấy em? Đang làm á, hàng ngày đang làm á cưng. Hỏi hoài. Con đau họng. Nghe nó vô nó hỏi nè, nó hỏi thấy ghét không? Trâm nó nói dám không kìa. Trời ơi. Không, anh đi cái tỉnh tỉnh nha. Hòn Vắc Việt, quận 7 nha đi. Long Công nè. Tao nói rồi đó nha mày. Em mới dậy. Tao đang livestream, tao tắt livestream mày chết cái tay rồi tay. Đó đó cái nết này con mê nè, trời ơi vui đó con ơi, chứ con đi làm gì dám la ai. Chỉ qua tí coi kìa, chỉ qua tí coi kìa. Phụ nhân ngắm cái gì đó nhớ. Phụ nhân nó như một lời lắm hả? Đó, nhớ nó quá hay sao đúng không? Ừ, xa tí đẹp trai cái là mày nhớ chồng đúng không con quỷ? Nhớ chồng hay là nhớ đồng hồ không lost? Chắc nhớ cái đồng hồ không lost. Mà đã có gì không em? Không lost nữa. Bớt này tao nhìn nè, đừng vô không tao nha. Bà nhớ, bà chắc mày nhớ hồ đồng hồ có tí gì? Gì? Bà chắc mày nhớ đồng hồ lost. Đó, nó kêu chị qua mặt tí cho em coi kìa trời. Nhớ gì vậy? Không nhớ nữa. Anh hết rồi. Cái này là lâu quá rồi nha mà. Lâu quá. Chắc mấy lúc này anh trả lâu quá rồi cho mà. Sắc đẹp. Sắc đẹp trả lâu quá rồi anh đem bà điện khác. Cái gì vậy cha?
Rồi đi máy bay á mọi người. À, bà đâu có biết là economy với lại hãng thương gia hay là đi business gì hết trơn đâu. Em bắt đầu cái xin cho bà là hai vé lên. Tại vì nó nói là bây giờ nằm mà đi 8 tiếng như vậy rất là mệt. Nó để nó đổi vé lên. Cái cuối cùng cái thôi đi với đoàn luôn. Nó nói thôi đi 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 với đoàn. Nhưng cuối cùng là nó ngồi vé giống như thương gia đó mọi người. Nó nằm về nè. Nó đó đây 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 đây. Nằm trên máy bay là đó. Xải ra. Nó xải ra luôn là đi khỏi nằm với nó luôn. Cái cổ là trên đây nè mọi người. Nằm xuống cái chân á. Cái chân để ngay cái cổ vậy nè. Nguyên đêm đi đâu có ngủ được đâu. Đi thả mặt nạ ra rồi đó. Hồi nãy là không phải ni, giờ là ni nè. Giờ là nhỏ nhẹ là ni, nãy mọi người thấy không, ni đeo mặt nạ là ni nó lớn tiếng vậy đó. Bây giờ là ni dịu dàng lại rồi đó. À, Quyên, Quyên, Trương. Trưa chị qua ăn ốc mà cả xóm nháo nhào vui hả chị? Ừ, cả xóm nháo nhào em ơi. Đi qua trúng cái ngày nháo nhào vui gì đó mà vui. Chị đây, chị đang like tí, tí chị trả lời em nhé. Mày nhớ ra ai hơn là nhớ chị đấy. Bớt đi, bớt cái mồm mày lại đi. Trai thì điện trả lời ngay, chị mày điện 3-4 ngày mới trả lời. Chào. Chào Sandy người biển. Không, đi đắp chi lê vô nó ngứa lắm. Đi chỉ đắp được cái mặt nạ đó thôi à. Thương hiệu hai trái tim. Trời cháy quá. Ơi lộn lộn lộn. Không 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 có vui được. Hồi chiều hồi trưa là cháy. Cháy nhà của ai đúng không? 30 rồi lên Mỹ Phước. Ủa Loan 30 Mỹ Phước là đâu vậy? Có cái bộ nó mặc đồ như chú Thon này mọi người. Nó cái bụng á. Cái gì? Chị hết thương em rồi. Ừ, do nó người Bắc á, chị đi hay chọc nó. Không, cái giọng của nó là cái giọng Bắc Lai á. Còn cái giọng này là giọng đó, giọng của nó đó, giọng của cái thành là Bà La Diệm Phi Công á. Rồi ai cũng nói đi giàu mình đi, không có thấy đi giàu được hết mà cũng đó, nó chưa bây giờ đi nói đi giàu mình đi lên bị đem đi quá trời luôn nè. Chưa giàu đâu mọi người ơi, chưa thấy gì hết đó.